Tôi luôn đánh giá cao các anh em ở điểm miền Bắc. Và tuy nhiên chúng tôi cũng đã có nhiều phương án để tiếp đón các bạn một cách chu đáo. Việt Nam chúng tôi đánh giá cực kỳ rất là mạnh trong toàn bộ tuyển thủ của đội. Tất cả các đối thủ ở bên miền Nam đều đáng gờm. Tất cả. Anh Khôi Béo này, hay anh An Hồng Phạm này, anh An Bong này. Theo tôi thì đội tuyển miền Nam thì ai cũng đáng gờm. Hầu hết là các đối thủ miền Nam đều phải thắng rồi. Bất kể một cặp nào cũng đều là cặp quan trọng và đều phải quyết tâm. Tất cả các cặp tôi đánh giá đều đánh giá cao. Là anh Dương Quốc Tinh và anh Lâm Trung Hiếu và sẽ đánh cặp với cả đại đối đầu với cả bên tôi là anh Hàng Ngọc Hoàng Lộc và anh Quân Voi. Phô bôn giữa Đỗ Anh Đức, Trần Thế Cường gặp Đinh Viết Sinh và Quốc Tinh, Dương Quốc Tinh. Tất cả các thể thức tôi đều tự tin. Pho xăm và pho bô sẵn sàng thi đấu ở tất cả các thể thức. Những trận pho xăm là rất là quan trọng. Thể thức thi đấu của tôi là nội dung pho bô. Tôi thì đã vào đây thì thể thức nào tôi tự tin. Pho bô và single mat. Ai mình cũng đánh được. Xếp cặp với bất kể một ai thì mình cũng đều cố gắng thi đấu tốt nhất có thể. Mình ghép cặp với ai cũng có thể đánh được. Tất cả. Hào hứng chờ đợi và rất là cảm xúc, rất là hồi hộp và lo lắng, nhưng mà cái sự tự tin đẩy lên cao hơn rất nhiều. Rất là hồi hộp và cũng rất là nóng lòng muốn là thi đấu. Hào hứng và đã sẵn sàng. Sẵn sàng. Cũng hồi hộp và hào hứng. Một là hào hức, hai là cảm thấy là muốn cống hiến và muốn giành chiến thắng cho đội tuyển. Sky League 2019 chắc chắn là như thế. Cái điểm đó là kỷ niệm năm 2018 tại sân Long Thành. Ăn mừng cùng với đồng đội, sẽ gọi điện cho gia đình, ôm các đồng đội của tôi. Ui, nhiều thứ để làm lắm. Chẳng biết nó làm sao nữa, rất vui, rất vui. Đầu tiên là không có gì khác lạ là tôi chạy lại và ôm hôn đồng đội tôi. Có lẽ là rất mạnh. Tất cả mọi người sẽ thi đấu may mắn thành công để tạo ra một cái giải đấu mang chất lượng cao và đem lại cái sự thành công cho phong trào golf nói chung. Chúc các đồng đội của tôi sức khỏe và sự tự tin cao nhất. Rất mong là ngày mai thi đấu sẽ có 200% công lực để thi đấu cho tốt hơn. Các đồng đội của mình là tự tin và chiến thắng. Anh em hãy cố gắng lên, quyết tâm và giành chiến thắng. Để muốn có một chiến thắng thì các bạn phải tập trung 100 đến 200 phong độ. Tôi chỉ muốn có một lời chúc cho đội miền Bắc có một cái game tốt nhất của mình. Các bạn cùng cố lên và sẽ cống hiến những trận đấu hay, đẹp và fair play. Nếu như năm nay mà đội tuyển miền Nam vô địch thì tôi có lẽ là tôi sẽ giải nghệ. Cố gắng chơi cho tốt, không miền Bắc năm nay rất là hay.